Và thưa quý Phật tử, là những cái tháng ngày cuối đời của Đức Phật sau 49 năm, sau 45 năm đi hoằng pháp đó quý vị, những cái tháng ngày cuối cùng của Ngài được nói lại trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Ngài dặn dò những điều căn bản trước khi Ngài mất. Và đây thưa quý vị, đây là lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Này các tỳ kheo, nay ta khuyên dạy các ngươi, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng dật. Nghe lại nha. Này các tỳ kheo, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng dật. Tức là sao quý vị? Tức là Đức Phật dạy lời cuối cùng là: này các tỳ kheo, các pháp là vô thường, là mọi việc trên đời, tạm hiểu như vậy đi, nó đều vô thường hết. Hãy tinh tấn tu học, chớ có phóng dật, tức là chớ có dễ vui, chớ có dễ ngư, để nói theo bình dân của mình là chớ có lười biếng đi. Lát nữa thầy sẽ phân tích cho rõ. Quý vị có biết không, một bậc thầy, thầy của trời người, từ khi Ngài thành Phật năm 35 tuổi, nói theo bắt truyền là năm 30 tuổi, một ngày của Đức Phật ngủ có một tiếng thôi. Một ngày của Đức Phật ngủ có một tiếng thôi. Một tiếng thôi quý vị. Từ sáng 6 giờ sáng Ngài quán chiếu nhân duyên xong, sáng hôm đó Ngài đi, có Phật tử nào mời dự trai tăng thì Ngài dự. Hoặc Ngài đi những cái nơi nào mà Phật tử có duyên đó, có khi Ngài tự đi đến một làng, một xóm, con đường nào đó để Ngài độ cho cái người có duyên. Đến trưa Ngài thọ thực xong thì buổi chiều, buổi chiều là Ngài dành cho Phật tử, đa số là dành cho Phật tử tới hỏi đạo. Từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều, Phật tử tới hỏi đạo, hỏi pháp, hoặc có quý thầy tới hỏi cái đề mục tu á, Ngài tùy duyên Ngài hướng dẫn. Từ 6 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm là Ngài thường dành cho chư tăng, chư ni, tức là dành cho người xuất gia. Là từ 18 giờ đến 10 giờ đêm á, đến 20 giờ đó, đến 22 giờ là dành cho chư tăng. Từ 22 giờ đến 2 giờ sáng, quý vị biết Ngài dành thời gian này để làm gì không? Hả? Ai nói ngủ, không phải ngủ nha. Từ 22 giờ đến 2 giờ sáng, Ngài dành thời gian này để Ngài thuyết pháp cho chư thiên. Lúc này là chư thiên nhân cõi trời xuống hỏi đạo. Cho nên trong kinh mà quý vị đọc là: đêm ấy trời đã vào khuya, hào quang chiếu rực cả vườn cây, là mình biết là giờ đó là giờ Đức Phật thuyết cho chư thiên đó. Sau đó đến 2 giờ, 2 giờ đến 3 giờ Ngài đi thiền hành một chút, Ngài đi kinh hành một chút. 3 giờ đến 4 giờ Ngài trong tư thế cát tường, trong tư thế cát tường nghiêng phải á, Ngài nghỉ một chút. Rồi từ 4 giờ đến 5 giờ Ngài quán nhân duyên. 5 giờ đến 6 giờ Ngài rải tâm từ đến chúng sanh. Rồi sau đó Ngài lại bắt đầu một ngày mới. Từ lúc thành Phật cho đến lúc nhập Niết Bàn là như vậy đó quý vị. Có nghĩa là đối với Ngài xong việc rồi, đối với Ngài là xong việc rồi, đã thành Phật rồi, chuyện phiền não đau khổ là không còn nữa. Nhưng vì thương chúng sanh, trong kinh diễn tả thế này nè: Ngài dựng lên những gì đã bị ngã, Ngài khai bày ra những gì mà lâu nay nó giống như nó đã bị che kín, giống như Ngài đem ánh sáng tới nơi mà bóng tối để cho chúng sanh có mắt á, chúng sanh thấy được đường đi. Và vì điều đó mà Ngài thuyết pháp trong bao nhiêu năm. Chứ sau khi thành Phật rồi là việc của Ngài xong rồi. Cho nên á, từ đó quý vị cũng học ra cái bài học đó là: mình vô chùa quý vị tu học được cái gì mà tốt vào đó, quý vị cảm thấy hạnh phúc, an vui, học được cái gì hay rồi đó, mình không dám nói mình độ ai hết á, nhưng những người hữu duyên với mình hãy chia sẻ lại những điều hay đó để giáo pháp được bay xa, để những cái người mà có duyên á, có thể mình không hóa độ được người đó, mình không nói được người đó nghe, nhưng có thể quý vị giới thiệu cái người đó vô chùa tu học, có thể quý thầy hoặc quý thầy trong chùa có duyên với vị đó sẽ nói cho vị đó nghe, để vị đó thay đổi cuộc đời của vị đó. Đó là quý vị là những người đang giống như là những cánh tay nối dài của Đức Phật đó. Chứ khi mà quý vị giác ngộ rồi, quý vị học được cái gì hay rồi, quý vị làm sao mình tu riêng mình là nó không đúng ý Phật nha. Thầy hay nói vui vui đó, thầy thích ăn sầu riêng phải không? Bữa nào mà thầy có hai múi sầu riêng
mà Phật tử vô tâm vô thâm ngay lúc đó vậy, biết không, đau khổ lắm. Mình có hai muối sầu riêng mà mình thích ăn sầu riêng mà Phật tử thăm mình ngay lúc đó nó đau khổ lắm. Không cho thì kỳ, không cho thì kỳ, mà cho rồi thì còn kỳ hơn. Nói vui vậy đi. Thì ở đây á, mình thấy Đức Phật sau khi thành Phật rồi, cả một đời của Ngài dành cho cuộc đời, vì còn tấm thân nên còn Ngài còn một tiếng để Ngài nghỉ ngơi. Và thiết mình gọi trong kinh điển diễn tả là 84.000 pháp môn, hay mình gọi là 84.000 pháp uẩn, 21.000 pháp uẩn trong tạng kinh, 21.000 pháp uẩn trong tạng luật, và 21.000 pháp uẩn trong tạng luận. Ta xin lỗi, 42.000 pháp uẩn trong tạng luận, là 84.000 pháp môn hay mình gọi là pháp uẩn. Và trong những cái ngày cuối cùng á quý vị, sau khi mà Thuần Đà cúng cho Ngài bát cháo nấm á, thì lúc đó Ngài cũng trả cái nghiệp là bị đau bụng. Và Ngài đi tới Kushinara, nơi Ngài chọn cái nơi nhập diệt. Ở đó là Ngài dạy lại trong cái khoảng thời gian 3 tháng 6 tháng cuối đời của Ngài, Ngài dạy những cái gì căn bản quan trọng lại hết, nằm trong kinh Đại Bát Niết Bàn á. Quý vị có duyên vị đọc trong kinh đó, cảm động lắm. Giống như là một người cha già biết trước những ngày sắp đi xa, dặn lại những gì căn bản nhất. Đức Phật của mình không có giao quyền lại cho ai hết, lãnh đạo tăng đoàn cho ai hết. Trước khi mà Ngài dạy cái câu cuối cùng là: này các tỳ kheo, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng dật á, thì Ngài nói thêm cái câu là: các thầy là hãy nương pháp và luật, hãy lấy pháp và luật làm thầy, phải không? Chứ Ngài không có nói là nương một vị nào làm thầy nha. Ngài không có nói nương thầy, nương Ngài nha. Tại vì đối với Ngài sắc thân cũng vô thường, nương một vị nào đó cũng vô thường, mà Ngài nói nương pháp và luật. Người ta hay không đại ý là nương chánh pháp là thầy đó, thắp lên ngọn đèn, nương ngọn đèn chánh pháp làm thầy. Nếu mà mình nói nương Phật thì Phật đi rồi sao, mình nương ai? Mà chúng sanh trong cõi đời này có một cái bệnh rất là dễ thương, là cái bệnh thích nướng khoai. Là sao quý vị? Là khoái nương. Chúng ta có cái bệnh là khoái nương đó. Thầy nói mà ví dụ trong đạo tràng mà có cái chỗ nào ngồi, mà có cái chỗ nào có cây cột là mình cũng thích dựa cột, mình khoái nương lắm. Mà nương tức là tựa, nương tựa. Mà tựa không đúng chỗ thì sao? Thì sao quý vị? Là nguy hiểm lắm. Người ta nói một câu vui vui vậy nè: nhờ mà nhờ không khéo thì bị gì? Nhờ không khéo bị vả, nhờ vả. Người thấy không đó, người ta nói vậy đó, nhờ không khéo bị vả. Còn cầu á, muốn cầu thì phải làm sao? Hả? Cầu thì phải cạnh, thấy không? Còn xin thì sao? Xin có ngày bị xỏ. Cái câu vui vui thôi. Mình tựa, mình nương, mà nương không đúng á, mình tựa không đúng á, rất là nguy hiểm. Trên Đức Phật dạy nương pháp và luật đó, để mà nương. Thì ở đây pháp và luật ở đâu? Quý vị có thể tự hiểu được không? Không, Phật thì không còn. Nhưng mà may mắn nha, may mắn là đời này mình còn có pháp, còn có chư tăng tu học để giảng pháp lại cho mình, để dịch kinh sách lại cho mình nha quý vị. Đến một thời gian nào đó trong kinh điển diễn tả thì Phật pháp không còn, mình gọi là cái thời mạt pháp á. Thì lúc đó thì gần như chúng sanh trôi lăn trong tà kiến. Cái người hiểu xa là phải thấy như vậy đó quý vị. Nhiều lúc thầy ngồi thầy nghĩ vậy nè: mình tu học chưa có đến ngày giác ngộ, lỡ đến một ngày nào đó nghe, một ngày nào đó mà Phật pháp không còn ở thế gian nữa, mà ngày đó mình lang thang trong vòng luân hồi, mà mình sinh vào một cái nơi không có Phật pháp thì sao? Quý vị có đặt câu hỏi đó không? Thường thường á, cái tư duy của mình hay ngắn hạn lắm, đời này thôi, miễn đời này ta sung sướng được rồi. Có nhiều người nói vậy nè: tôi không hại ai, tôi không hại ai, không xích mích với hàng xóm, công ăn việc làm lương thiện, không hại ai, tôi lo cho vợ, cho chồng, cho con, mọi cái có trách nhiệm rồi, tôi có làm gì ác đâu, làm gì ác đâu phải tu. Đó là quan niệm về điều thiện của một số người đó quý vị. Thực ra quan niệm nó không có sai, nhưng mà nhỏ lắm. Cái quan niệm thiện ác trong nhà Phật nó không phải đơn giản vậy đâu. Quý vị ngồi thử coi một ngày này, trong tâm quý vị nghĩ bao nhiêu điều ác. Biết đâu đang ngồi đây chứ tâm đang ở ngoài cổng chùa, chưa chắc ngồi đây đâu, phải không? Quý vị tu để quý vị thấy, khi quý vị ngồi thiền, quý vị niệm Phật coi, tâm mình nó phóng không kịp, không kịp đỡ đâu. Đức Phật dạy á, trong một cái búng tay
trong một cái chớp mắt thôi có hàng tỷ sát na tâm sanh diệt nha quý vị, mà bây giờ khoa học kỹ thuật cũng không đo được đâu. Trong một cái búng tay, trong một cái chớp mắt có hàng tỷ sát na tâm sanh diệt. Mà trong hàng tỷ sát na tâm sanh diệt đó, những tâm thiện ác liên tục mình không biết được đâu. Đó. Và đây, câu cuối cùng trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phật dạy là các pháp vô thường. Hãy tinh tấn, chớ có phóng dật, hay mình gọi là chớ có dễ vui chứ có lười biếng đó. Thầy giải thích câu này chút xíu nha. Thầy giải thích câu này chút xíu là các pháp vô thường. Nghe có vẻ đơn giản không quý vị? Đơn giản. Nhưng ở đây quý vị hãy hỏi lại những người trẻ thì thầy không dám nói, hỏi những vị trung niên trở lên, hoặc hỏi lại những cô chú mà ngồi ở dưới á, tóc đã điểm màu tiết xương á, chắc bao nhiêu chuyện vô thường thấy rõ lắm phải không? Người thân của mình nó từ từ cũng ra đi rồi. Và hôm nay ngồi ở đây, thầy biết có một số người chắc cũng không ăn được mấy nồi bánh chưng nữa đâu. Thấy không? Ăn thêm mấy nồi bánh chưng nữa thôi à. Không nói được, thiệt, sự thật nó lại vậy á. Người thân của mình đó, bạn bè của mình đó, mới hồi sáng đây mình còn thấy người đó khỏe, chiều nghe tin cáo phó Diêm Vương alo bất ngờ. Không nói, nói trước được. Đó là mình nói về một người, nói về hoàn cảnh xung quanh. Quý vị thấy coi, bây giờ nói gần nhất là tự trong thân của mình nè, từ sáng đến giờ thôi nó có vô thường không? Nó vô thường bao nhiêu rồi? Ở đời người ta nói cái câu bến đá năm xưa người có nhớ, bờ cây nghiêng đổ nước trôi xuôi, làm sao có được hai lần tắm trên một dòng sông để ngậm ngùi. Anh không tắm được hai lần trên một dòng sông. Rồi trước thầy nghe câu này thầy cũng kỳ kỳ, thầy nói đâu có, có người tắm mấy chục lần dưới dòng sông lần mà. Mà không phải quý vị. Làm sao có được hai lần tắm trên một dòng sông để ngậm ngùi. Bây giờ thầy nói phía trước mình là dòng sông nha. Mấy vị xuống vị tắm, tắm vào dòng sông này, quý vị đi lên, lần sau quý vị xuống vị tắm. Thật ra mình nhìn tưởng là dòng sông nó như vậy, chính thật ra nó đã thay đổi rồi, phải không? Cái dòng nước trước kia mình tắm cái giờ phút đó nó không còn nguyên vậy nữa. Không còn. Nó đã thay đổi rồi. Mình nói theo Phật Pháp đó là mọi chuyện thay đổi trong từng giây, từng phút, từng sát na. Nên làm sao có được hai lần tắm trên một dòng sông để ngậm ngùi. Có một người tiễn một người đi hôm đó. Cái người hiểu Pháp nói vậy nè: người đi khép nhẹ đôi vòng mắt, tôi gửi theo sau một nụ cười. Nếu biết vô thường cơn sóng nắng, thì lời trùng ngộ thốt mà chơi thôi. Thật ra người đó chào mình, người đó đi, nhưng chưa chắc gì mình gặp lại người đó. Thầy gặp nhiều chuyện như vậy rồi. Nó vô thường lắm. Nói thân mình vô thường, tâm mình vô thường, hoàn cảnh vô thường, mọi cái xung quanh vô thường. Đó là lời dạy cuối của Đức Phật đó. Các pháp là vô thường. Thực ra có hai từ vô thường thôi quý vị, mà mình hiểu cho thấu đáo mình làm thánh rồi. Cái từ này dễ thấy lắm, mình, nhưng mà mình hiểu cho thấu đáo là mình làm thánh rồi đó. Có những lúc đó, tối thầy nằm xuống thầy ngủ, thầy đọc những cái bản kinh của Phật đó, mình mới đặt câu hỏi vậy nè: biết ngày mai mình còn được nằm xuống đây mình ngủ nữa hay không? Biết ngày mai mình còn nằm xuống đây mình ngủ nữa hay không? Thầy cũng không phải gọi là già, nhưng mà nhiều lúc mình biết là vô thường mà. Đó, mình ngủ đây, tối nay mình ngủ nè, rồi ngày mai á mình còn được ngủ nữa hay không? Thầy mới đặt thêm một câu hỏi nữa quý vị: lỡ ngày mai mình chết, mình còn kẹt vô cái gì? Thầy hãy đặt câu hỏi đó đó. Lỡ ngày mai mà mình chết bất ngờ á, thì mình còn chấp cái gì? Mình chấp vào cái sâu chuỗi, hay mình chấp vào chiếc xe, hay mình chấp vào cái chùa, hay mình chấp vào quyển kinh, hay mình chấp vào cái gì mình thích đó. Không khéo quý vị, là mình tâm mình là vốn chấp mà. Quý vị để ý coi, cái gì tham, cái gì thích là mình dính tâm tham, cái gì bất mãn mình dính tâm sân. Quý vị coi phải không? Thì coi có phải không? Cái gì mà vừa ý dính tâm tham, cái gì không vừa ý dính tâm sân. Cho nên có thiền sư ngài nói cái câu thế này nè quý vị: quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay, giày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài. Có nghĩa là mình đi muốn tìm hạnh phúc mà, nhưng mà mình quanh quẩn trong vòng buồn giận, rồi dẫm đạp lên trên hạnh phúc mà đi luôn, hỏi sao hạnh phúc được. Cho nên đó, lời dạy cuối của Phật: các pháp vô thường, các pháp hữu vi vô thường,
mình nghe qua thì có vẻ đơn giản đúng không? Nhưng mà càng suy nghĩ quý vị càng tu đến đâu thì quý vị hiểu cái chiều sâu nó đến đó. Kinh điển của Phật là nó dạy cho quý vị. Giống như bãi biển á, quý vị xuống bãi biển nha. Quý vị mà xuống bước đầu cũng vừa cho mình, nó càng xuống càng xuống, càng sâu càng sâu càng sâu. Tùy cái mức độ của mình tới đâu. Hôm nay đang ngồi nghe thầy giảng pháp, nhưng mà mỗi người hội hiểu mỗi kiểu khác nhau. Thầy tin chắc là quý vị hiểu mỗi kiểu khác nhau. Tại sao thầy dám nói điều này? Tại vì ngồi đây, cái duyên tiền kiếp của quý vị với Phật pháp bao nhiêu, cái duyên đời này quý vị đã tiếp xúc Phật pháp bao nhiêu, lâu nay quý vị đã hiểu pháp tới đâu, thì tùy cái hiểu đó mà quý vị hiểu những gì thầy dạy nãy giờ khác nhau. Cùng lạy Phật, cùng ngồi thiền, cùng niệm Phật, cùng tụng kinh, nhưng phước khác nhau. Cũng bài kinh đó cùng tụng với quý thầy nhưng phước khác nhau. Tại sao? Có người tụng, con cầu nguyện con tụng xong cái bài kinh hôm nay, ngày mai con mua may bán đắt, cái phước nó khác nha, đúng không? Rồi có người là con cũng tụng bài kinh hôm nay để con nương lời Phật, để con thay đổi tâm tánh của con, phước nó khác cả nhà. Con cũng tụng bài kinh hôm nay với chọn lòng tôn kính Đức Phật là thầy của con, là cha của con, là bậc thầy của trời người, là một bậc thánh A-la-hán chánh đẳng giác của cuộc đời. Ngài đã dạy lại con đường, con tôn kính Ngài, con thương Ngài, lời dạy của Ngài sẽ là đường đi cho con. Mình hiểu như vậy mà mình tụng kinh nó phước nó khác cả nhà. Và con nương lời kinh này để tâm con nó được định, sát na định trong giờ phút đó, cái phước nó khác cả nhà. Cho nên cùng lạy Phật, cùng tụng kinh, cùng ngồi thiền, cùng niệm Phật, mà phước mỗi người không có ai giống ai hết trơn. Là do đâu? Do quý vị hiểu Phật đến đâu. Do phước đức của quý vị từ tiền kiếp cho đến bây giờ ở tới đâu. Cho nên từ đó mà thầy tin rằng quý vị cũng hiểu lời dạy của thầy từ nãy giờ đến đâu. Cho nên là Phật nói các pháp vô thường, ngắn gọn, hiểu khác nhau ạ. Câu thứ hai Phật dạy hãy tinh tấn. Hãy tinh tấn, cuộc đời là vô thường, hãy tinh tấn. Chúng ta có một cái bệnh mà khó chữa lắm, đó là bệnh lười thôi. Cái này nó thì ai cũng lười hết quý vị. Hãy tinh tấn, hãy tinh tấn. Ở tinh tấn ở đây là nương vào pháp và luật, hay mình gọi là nương vào chánh pháp của Phật. Tinh tấn lên để giải thoát. Thầy á, bản thân thầy á, thầy không dám nói đến ai, nhưng thầy phải nói bản thân thầy trước. Có những lúc quý vị biết cũng mệt, mệt. Nhưng mà nhờ đại chúng, hoặc là mình nhờ các cái lịch giảng, quý vị mình biết rằng mình mà đi, ví dụ thầy giảng cho hội chúng hôm nay đi, thầy đang giảng, quý vị đi trễ không sao, đúng không? Quý vị đi trễ không sao, nhưng mà thầy đi trễ ảnh hưởng đại chúng, thầy ảnh hưởng đại chúng, đúng không? Cho nên nó thưa quý vị là có vài lần ở đây thầy cũng có lỗi tại nơi đây, tại nơi đạo tràng của mình luôn. Thầy giảng mà lịch của thầy không sắp xếp được, do lỗi của thầy sắp xếp sơ suất và thầy không có tới, cho nên là thầy biết là rất là phiền cho đại chúng. Thầy sám hối, thầy nghĩ là quý vị không nhớ những lần đó, nhưng mà nơi đây thầy cũng gửi lại đây một lời sám hối. Bản thân thầy đi giảng thầy sợ những điều đó lắm, mình tới trễ ảnh hưởng đại chúng, còn thầy đang giảng mà quý vị tới trễ không ảnh hưởng bao nhiêu hết, tại vì quý vị tới trễ nhưng mà còn những người khác, còn thầy tới trễ quý vị đợi thầy. Và thường thường nhân quả của người đi trễ sau này quả lành nó chỗ phút 90+1 không à. Quý vị để ý ở cuộc đời nó vậy đó. Có những người nó khổ ơi là khổ nha, nhưng mà rồi kết quả nó cũng tốt, mà nó tốt phút 90 phút cuối cùng của trận đấu á. Tại vì sao? Tại vì trong một kiếp nào đó mình cũng làm phước, mà phút cuối cùng mình mới làm, hoặc mình làm trễ à, nó có cái quả đó. Ví dụ như ngày mai con Phật tử mời quý Phật tử đi làm từ thiện đi, mình không làm, thôi ai làm, ai ăn nấy nói, tôi nấy trứng, thôi kệ ai làm, tôi không đi đâu. Nhưng mà ngày hôm sau người ta chuẩn bị lên xe đi rồi đó, thôi kệ làm chút cho có phước. Nên là phút cuối cùng mình mới làm, thì sau này á, phước nó chỗ mà nó cũng chỗ phút cuối, câu quả nhân giúp đỡ phút cuối. Quý vị hiểu không? Có nghĩa là nó phải có cái gì, chứ không phải là tự nhiên mà nó vậy đâu. Còn có những người quý vị biết không, phước đâu có sẵn gì đó, để dành sẵn à. Làm gì cái phước nó chỗ nó thuận duyên mọi cái lắm. Là do khi quý vị làm phước tu học, quý vị làm phước tu học với một cái tâm rất là tha thiết, rất là hoan hỷ, rất là nhanh nhẩu, rất là hết lòng làm, nghe phước thiện làm, chứ không suy tư tính toán hay là đắn đo đến phút cuối cùng mới làm đó. Thì ở đây Đức Phật dạy là hãy tinh tấn. Hãy tinh tấn nương vào pháp và luật, nương vào chánh pháp. Và cái câu cuối cùng là chớ có phóng dật.
chớ có phóng dật, tức là đừng có buông lung, hay là đừng có dễ ngươi, hay là đừng có dễ vui, đừng có dễ vui, đừng có dễ ngươi, hay đừng có phóng dật. Vậy thì cái câu là chớ có dễ vui, chớ có dễ vui hoặc đừng có phóng dật có nghĩa là gì? Có nghĩa là ba ý thế này nha, ba ý. Cái lời cuối cùng là chớ có dễ vui, chớ có dễ ngươi, hay là chớ có phóng dật, nó có ba ý. Ý thứ nhất là một điều ác nhỏ cũng không làm. Cái này nó hơi sâu, quý vị ráng nhớ là Đức Phật dạy chớ có phóng dật. Chớ có phóng dật nghĩa là gì? Nghĩa là đừng có dễ vui, đừng có dễ ngươi. Ở đây nó có ba ý nhỏ. Ý nhỏ thứ nhất là một điều ác nhỏ cũng không dám làm. Đó, Phật dạy như là một điều ác nhỏ cũng không dám làm. Thứ hai, một điều thiện nhỏ cũng không dám bỏ nha. Cái này, hai cái này dễ nhớ không? Ác là không làm dù nhỏ nhất, thiện là cố gắng làm dù nhỏ nhất. Và cái thứ ba, mọi sự tái sanh đều còn khổ. Cái này nó mới sâu. Cái này mới sâu. Có nghĩa là sao? Mọi sự tái sanh đều còn khổ là làm sao? Có nghĩa là ngày nào mình chưa chứng thánh thì mình sẽ còn đi tái sanh trong vòng luân hồi. Đời này mình được tái sanh làm người, có khổ không quý vị? Có khổ không? Thầy nói thiệt, bảo đảm chắc chắn luôn, ai cũng khổ hết trơn. Không khổ thân thì khổ tâm, không khổ tâm thì khổ thân. Mà gần như là chúng ta khổ bao đủ không à. Mà nhiều khi mình nói vui vui nha, phước á, thì nó chỗ lẻ, nhưng mà ác nghiệp nó chỗ sỉ không à. Có nhiều người nói sao nghiệp con nó chỗ dữ vậy thầy? Thì thầy nói chắc kiếp trước mình làm một cái nhân nào đó, rồi đến lúc mình làm xong bây giờ nó chỗ sỉ. Quý vị để ý đi, người xưa nói câu gì? Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Phước á, thường thường nó chỗ là nó ít đi, nó đi thường 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 chung với nhau lắm, ít lặp lại lắm. Nhưng mà họa nó đến, nó không có đến một mình. Là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Còn mình nói vui vui đó là ác nghiệp nó chỗ sỉ không à, còn phước nó chỗ lẻ không à. Và ở đây mình hiểu là chớ có phóng dật, là cái ý cuối cùng là mọi sự tái sanh đều còn đau khổ. Tức là sao? Tức là ngày nào mà chúng ta còn nằm trong vòng luân hồi thì còn khổ. Làm người khổ theo kiểu của làm người, làm súc sanh khổ kiểu của súc sanh, làm ngạ quỷ khổ ngạ quỷ, tái sanh địa ngục khổ địa ngục, tái sanh làm chư thiên khổ kiểu của chư thiên. Bây giờ làm chư thiên hết phước cũng quay lại điểm gốc à, dục giới hoặc là địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi. Để thầy lấy một cái ví dụ cho vì dễ hiểu nè. Chúng ta có một cái điểm gốc, cái điểm gốc trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì cái điểm gốc của mình, cái điểm gốc là điểm gì? Là thầy nói ví dụ nha. Bây giờ thầy thả cái nắp này ra là nó sẽ rơi xuống hay nó bay lên? Nó rơi xuống một cách tự nhiên thôi, nó sẽ rơi xuống. Cái điểm gốc là cái điểm mà chúng ta bị hút về, chúng ta bị hút về đó. Thì trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì cái điểm gốc hút về là dục giới, là chúng ta đang sống trong dục giới nè. Trong dục giới có sáu cõi: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì trong sáu cõi này, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là cái điểm gốc của mình. Nghe tới đây là quý vị mới sợ. Là tại sao mình không tu là thế nào mình cũng bị cái ba thằng này nó rút, nó hút mình về. Vì coi có phải không? Ngày nào quý vị sống với tâm sân hận, ác nghiệp, địa ngục hút quý vị về. Ngày nào mình sống với tâm tham lam, bỏng sẻn, ích kỷ, ngạ quỷ hút quý mình về. Ngày nào mình sống với tâm si mê, hưởng thụ, súc sanh hút mình về. Mà mấy cái tâm này nó có thường trực nơi mình không? Có không? Có. Sơ hở một cái là bị hút về liền. Ngay cả vì vô chùa tu rồi đó nha, sơ hở nó cũng khởi lên cái tâm này. Vậy thì giữa cái thiện và cái ác là cái tâm ác nó hút mình về. Không tu là gần như chúng ta sẽ sống ác. Quý vị coi coi, gần như chúng ta không có gặp thầy lành bạn tốt có pháp tu là chúng ta bị hút về cái điểm gốc là cái điều ác. Mình nói theo trong cuộc đời này là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đó là cái điểm gốc. Cho nên Đức Phật nói là ngày nào còn tái sanh là ngày đó còn đau khổ. Dù anh tái sanh làm chư thiên, anh làm tứ đại thiên vương, anh làm vua trời đế thích, anh làm phạm thiên đi chăng nữa, thì sao? Hết cái phước đó rồi cũng phải trở về điểm gốc địa ngục ngạ quỷ súc sanh.
Chính vì vậy mà Đức Phật nói còn hình thức tái sanh là còn đau khổ. Còn đối một bậc thánh A-la-hán rồi thì không còn tái sanh nữa. Đó là lời dạy cuối cùng của Phật trong 49 năm thuyết pháp của Ngài. Mình nói là có 84.000 pháp môn, 84.000 pháp uẩn, 21.000 pháp uẩn trong tạng kinh, 21.000 pháp uẩn trong tạng luật và 42.000 pháp uẩn trong tạng luận. Thì lời dạy cuối cùng của Ngài là câu này: các pháp vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng dật. Một cái câu này thôi là đủ ý cho mình tu rồi. Sau này ai hỏi quý vị là Phật dạy câu nào đầu tiên và câu nào cuối cùng, quý vị nhớ được không? Nhớ không? Sao im ru? Thầy nói lại nha. Câu đầu tiên là Phật dạy là lang thang bao kiếp sống, ta kỳ mà chẳng gặp người xây dựng nhà này, tức là xây dựng cái thân tái sanh này, không biết cái nguyên nhân từ đâu. Thì ở đây biết đó là do vô minh và tham ái. Và Ngài nói Ngài đã chặt đứt cái đó rồi. Và chặt đứt cái đó tức là chặt đứt vô minh và tham ái. Đó là câu đầu tiên sau khi thành Phật. Và câu cuối cùng trước khi Ngài nhập Niết Bàn, gọi là Ngài mất, đó là câu các pháp vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng dật. Thôi hôm nay Thầy có duyên đến với Đạo Tràng chia sẻ bài pháp thoại lời dạy đầu tiên và cuối cùng của Đức Phật. Trong một tiếng đồng hồ trôi qua, Thầy có vài ý gửi đến quý Phật tử. Mong quý Phật tử ghi nhận được một số điều để ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.